Chào quý vị và các bạn đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời của mình nha. Bây giờ là 5:30 sáng quý vị. 5:30 sáng nhưng mà trời khá là nắng luôn đó. Ở đây là cái hướng mà mặt trời mọc rất là sớm mà. Và nhà này bà con ở đây cũng khá là đông mọi người. Không biết mấy bà con ở đây đang tìm thầy như thế nào. Dạ. Hôm nay một đoàn chờ vô lăng cô quay thử thay là đi tới thảo đó chứ, nhưng mà không có quay ra lại đây. Ở đây ngoài lăng cô luôn hả chị? Ở đây ngoài cái tuyến tránh này ra thì nó còn một con đường nào khác nữa không cô? Còn đó, đường Huệ đến một đường đấy chứ mày mới đúng rồi. Đường là đường cạnh này, đường này. Còn mà đường cao tốc thì xe đi thôi, người đâu mà cho đi được. Đúng rồi, trên kia thì cao tốc mình đâu có đi được. Sáng giờ thấy thầy đâu cô? Như đặc biệt còn ví dụ như không thấy luôn à. Đi lên không hoang mang không biết đi đâu à. Biết đi đâu luôn, không biết nó đã đi chưa hay là con. Còn đưa mà niệm mà dọc xuống đây rồi thì nó chưa đi với con. Nếu như mà cái con đường mà đi thẳng vô Đà Nẵng là chỉ có cái tuyến đường tránh này là đi thôi thấy không? Không mà còn một con đường đây nữa. Có một con đường nữa. Có khi nào thầy đi đường tắt không? Có khi nào thầy đi bên Bình Điền như chú nói không ta? Tại vì rất nhiều người nghĩ ngờ thầy đi đường Bình Điền. Đi lên ngã đường Bình Điền. Đường Bình Điền là đâu chú? Bình Điền là tại đây ngay cái cầu chưa qua cầu Tuần đó, là bây giờ lon xuống dưới là đi dọc lên trên. Bây giờ rất là chưa. Nghĩa là mấy cô là đi vô tới lăng cô quay ra đây luôn hả? Lên Điền là đi đường nọ là có thể đâm lên cái đường lưỡi. Tới đây để mà chờ khách ở đây để mà chờ đó. Thầy đi ngang thầy đi qua đường cạnh này. Thầy đi đường Trường Sơn rồi. Là thầy đi rồi mấy giờ chú? Tôi chạy dọc đường để tìm vào thầy lông cô cũng gặp thầy xong quay ra lại đây là rồi. Vậy là có thể là hồi khuya là thầy đi người ta dắt thầy đi đường đó rồi đó. Đi đường Bình Điền xong rồi đi lên cái còn đúng rồi mới có công an đúng không? Nếu mà có thầy ở đây là mới có công an đó. Mà lên trên đường là sao đó? Mà nếu mà có thầy ở đây là phải có công an đây, mà giờ không thấy ai à? Ơi, ở đằng cái cổng cống đằng kia còn công an không? Nếu mà bây giờ thầy ở đây là công an nó đang nhiều lắm. Mà chạy lên, mà chạy đi lên. Giờ là hoang mang là không biết thầy đang ở đâu luôn đó. Đúng rồi, đây là ngạt đây rồi. Giờ là còn mấy người à. Cô chú ơi. Nếu như bây giờ mà mình chạy lên đường Bình Điền không chừng gặp thầy trên đó. Tại vì nếu như mà thầy còn ở đây là công an sẽ rất đông. Đúng rồi. Nếu như không cắn nó tươi chứng không có cô gặp từng ở trong đó. Đúng rồi. Đâu có gì ở vậy đâu, nếu mà thầy còn ở đây không bao giờ mà để vậy đâu. Đi đường Bình Điền này, không đi đường A Lưỡi là Bình Điền đi lên là bắt đầu là sẽ có đường gọi là đi đó là đường Hồ Chí Minh. Đi thẳng đường Hồ Chí Minh luôn đi à? Đi đường Hồ Chí Minh. Cùng được, đó đi đường Hồ Chí Minh. Là trên lưới là trên núi hả? A Lưỡi là cũng trên núi xa lắm đó, lên đó phải mấy chục cây không chú? Nếu mà thầy đi là không lên đường A Lưỡi đâu, vì đi A Lưỡi là phải thay vì đi ngã Bình Điền đâm thẳng lên. Đây là bây giờ gặp đường Hồ Chí Minh thì đi đường này. Mà nếu bây giờ mình đi lên với dắt tay cực chứa tại Bình Điền, đi lên đó có bán cái mảnh cây đó. Mình đây mình lên Bình Điền còn bán mảnh cây đó. Chú ơi, chú chia sẻ giùm con ở đây là mình mấy cái đường nhỏ nhỏ vậy? Bây giờ mà nếu có một con đường đi lên Bình Điền. Đây số đây cái đoạn đường dài lắm rồi chú ơi. Lại đi mà. Rồi, bây giờ đi lên Bình Điền thôi. Cô đang để cúng dường cho thầy phải không? Dạ. Nhưng mà bây giờ không gặp thầy. Lại anh Tupper. Hả? Cúng Tupper. Cô nói là cô đem lại cúng Tupper. Đây cho con ghi hình cô với khúc này cảm động quá cả nhà ơi. Cô sợ Tupper đói cô đem xôi với nước. Ở đây tình hình đang rất là căng cô bác ơi. Sáng nay có một cô cho một hộp xôi nha. Đó, cũng xin chia sẻ với cả nhà hôm nay là tình hình rất là căng. Sáng sớm hôm nay là nhiều bà con là mấy cô chú là tới sớm không? Mà mấy giờ? 5 giờ mà cũng không thấy thầy đâu luôn. Cũng không thấy luôn, thế thì thua rồi. Đúng là không biết là bây giờ đang rất là lo lắng, không biết là thầy đang đi đâu. Thầy đã đi chưa hay là thầy đang ở đâu? Một điều mà ai cũng lo lắng hết mọi người ơi. Thật sự là để mình đi qua hướng bên này thì mình xem có ai không.
Rồi sáng giờ có thấy thầy đâu không cô? Hả? Đang hỏi hả? Ờ, thấy ai cũng lo lắng hả? Không biết thầy ở đâu hả? Chị hỏi lái xe thì có thấy không? Đúng rồi. À, chị gọi thử lại thử có người quen ai đi lái xe không? Để chị gái này chị hỏi thử nha mọi người, để xem thử là có thấy tung tích thầy ở đâu không? Hồi sáng giờ nhiều người là tới đây 4 giờ nhưng mà cũng không biết thầy ở đâu hết. Bây giờ là công an cũng thấy luôn. Có khả năng là thầy đi rồi nhưng mà không biết đi đâu. Hả? Thầy đi hồi khuya. Đi hồi khuya luôn hả? Có nhiều người dân người ta livestream bên TikTok á, hồi khuya 4 giờ công an đông lắm. Vậy hả? Ờ. Có khả năng là thầy đi. À, mình thấy đây có một vị thầy nè. Không biết thầy nào đây. Để mình ra hàng là hỏi thăm thử. Mình thấy có một cái thầy nào đang đi bộ đây nè mọi người. Thực sự là nếu mà thầy còn ở đây thì mình nghĩ là khả năng là công an ở đây khá là đông ha. Đây là cái hướng đi thẳng ra Đông Hà 74 km nha. Để mình hỏi thăm thầy này thử là tình hình như thế nào mọi người. Mọi người đợi xíu nha. A Di Đà Phật à, chào thầy. Thầy ơi cho con hỏi là mình có đi chung với thầy Minh Tuệ không thầy? À không hả? À. Theo tôi, nhưng mà à, thầy cũng biết luôn rồi thầy. Dạ dạ cảm ơn thầy. Ồ thầy này mới. Cũng không biết luôn. Có không cô? Ở trong này hả? Để mình đi lên. Có người nói là còn. Có người nói là đã đi rồi. Nhưng mà bình thường thì mình thấy giờ này thầy đi khá sớm mọi người. Không biết sao giờ này là không biết là tung tích như thế nào nữa. Nhiều bà con cũng đã đi tìm thầy thử rồi. Đó, nhiều bà con giờ cũng đi ra nè. À dưới này có một cái hầm mọi người. Ở đây có một cái hầm để mình đi vào xem thử tình hình sao. Thầy còn ở trong anh? Thầy còn trong anh? Biết ở đâu hết rồi. Nhưng mà nghe nói là cũng còn ở trong đó. À, không thấy luôn hả? Đi kiếm không thấy luôn. Đúng rồi. Rồi. Cảm ơn anh. Để đi kiếm thử. Mình thấy bà con này. Ủa có thấy thầy không cô? Cũng không thấy. Mấy người ở đây, mấy người mình đi theo thầy là ngoài. Đem đi rồi. Rồi mấy giờ? Lúc 1-2 giờ. 1-2 giờ sáng mà. Có công an có công an đúng không? Nếu có công an họ mới giữ. Đây có công an mà con đi hết rồi. Đúng rồi, không thấy ai luôn. Công an mà đó. Dạ. Thường đây mà con đây là công an đây đó. Đây còn cỏ mà đó. Đúng rồi, cô tới đây là mấy giờ? Mô mê mời tại đây lúc 6 giờ sáng. Bây giờ không biết là ở đâu luôn đó. Đây luôn, trong đây có ai mà đó. Bà con đi ra quá trời. Cảm ơn mẹ nha. Bà con đang nháo nhào đi kiếm thầy luôn á mọi người. Thật sự là không biết thầy đang ở đâu luôn á. Thật sự là quá gấp tốc rồi. Một điều thật sự khiến tất cả chúng ta lo lắng đúng không quý vị. Ô tô ở Sài Gòn cũng ra nè. Có thấy thầy ở đâu không chị? Không thấy là cũng không ai biết luôn. Thật sự là tình hình đang rất căng mọi người ơi. Ở đây là cũng không thấy công an đâu luôn. Có thấy thầy không anh? Có thấy thầy không chị? Sao có người nói có, người nói không? Không biết tình hình như thế nào nữa. Cô có thấy thầy không cô? Gặp mấy cô kia nói không thấy. Dạ? Sao có người nói ở trong, người nói là không? Nhưng mà nếu có ở đây là phải có công an đông chứ. Mấy cô này đang ngồi quá trời. Mấy cô thấy thầy chưa? Cô? Hồi sáng giờ không thấy luôn hả? 4 giờ sáng tới đây rồi. Nghe nói thầy đi được phải không cô? Không biết, ngoài thông tin mà không có nghe thông tin là thầy đi lúc 1 giờ sáng á cô. Đó. Lo lắng quá ai thấy không lo lắng, không biết thầy như thế nào. Phải là cũng mang đồ ăn rồi nước đến hả?
Bánh đó là bánh bánh lọc ha. Bánh bột lọc. Dạ. Cho em xin một cái nữa hả? Đó bây giờ là bà con tới đây mang rất là nhiều đồ để đánh lễ cho thầy mà không có gặp được luôn hả? Sợ là lắm. Rất là lo lắng đó mọi người. Bánh nóng lắm luôn đấy, là cái này là mấy cô tự làm hay mấy cô mua hả? Cả mấy cô. Xe xe mình đi sáng xe quá đây nữa. Đây. Vừa thầy rồi. Không biết thầy đang ở đâu mọi người. Đang quay video. Đây có nước gì? Con ơi.